Hello và xin chào tất cả anh em đã đến với channel của mình. Mình là Pterodon Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm sao để bay từ level 1 lên level 40 nhanh nhất nha anh em. Vì đây là cái level rất là quan trọng anh em. Và những level đầu thì anh em biết rồi đó, rất là yếu đuối. Thậm chí còn không đánh nổ một con Dilo nhỏ nhỏ như thế này nữa nè. Thì làm ăn cái gì được, đúng không anh em? Và không thể chế ra được cái thứ gì ngon lành hết. Cho nên là chúng ta cần phải bay cấp ở những cái giai đoạn đầu này. Ôi chết, nó dí mình kìa anh em. Nó chạy cái đã rồi, để nắp nắp sau tảng đá cho nó lành đi. Ok rồi, ok, thì làm sao để bay từ level 1 lên level 40 đây? Thì đầu tiên mình muốn nhắc đến anh em đó chính là anh em phải kiếm thật nhiều cái nhân ít lên anh em. Và làm sao để kiếm cái nhân ít càng nhiều càng tốt? Nhân ít là sao anh em? Tức là nhân nhân nhiều kinh nghiệm đấy anh em, thay vì một mà được hai, gặp được ba đồ đó anh em. Đó, anh em thấy cái thanh stamina không? Bên cạnh là có một cái dấu mũi tên, đó chính là biểu thị của cái lên cấp của anh em ấy anh em. Rồi máu, rồi măng vát. Và cái lên cấp này anh em muốn cho nó lên nhanh á thì anh em phải cần phải có nhiều cái nhân ít. Chứ còn mà anh em cứ ngồi đi farm, đi đập đá, đập tới đầu quả lựu nó còn không có lên nổ mà nè. Làm sao để nhân ít đây? Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh em nha. Đầu tiên anh em sẽ từ nhân 1 lên thành nhân 2 bằng cách là xem quảng cáo nha nè. Bây giờ thì nó chưa có quảng cáo thì mình không xem được. Ok, thì anh em sẽ bấm vào xem quảng cáo nha nè. Đó, sau khi xem xong quảng cáo thì anh em sẽ có được nhân 2. Và anh em cố gắng cày mấy cái này đi anh em, M3 rất là quan trọng luôn nè. Sau khi anh em cày đủ cái M3 số lượng cần thiết á, anh em vào cho trong này và mua cho mình là cái Intensity Focus nha anh em. Đây, ở đây nha anh em, Intensity Focus nha. Đây, để mình xóa cái này đi. Rồi, ok. Rồi, anh em mua cái đó cho mình. Và cái đó là cái nhân 3 nha anh em. Đó, nó cần 35 cái M3 đó nè. Thì nó sẽ giúp anh em nhân 3 trong vòng 1 giờ. Nhân 3 với nhân 2 anh em thấy sơ sơ là đã nhân 6 rồi chưa? Nhân 6 là anh em được 1 và thành 6 đó nè. Anh em chế một cái đồ 10 kinh nghiệm là thành 60 kinh nghiệm đó nè. Đó là sơ sơ anh em thấy nhân 6 giờ. Mình sẽ chỉ anh em tiếp để nhân 7 này. Sau đây anh em vào cái cola nha anh em. Tức là cái vòng để cho mấy cái con vật ấy. Thì bạn nào có điều kiện thì mua cái vòng vàng. Bạn nào có điều nhà có điều kiện thì mua vòng vàng, còn không nghèo hơn thì mua vòng bạc thôi nha anh em. Vòng metal á, chính xác là như vậy. Anh em lưu ý là phải mua vòng bạc nha anh em. Có điều kiện thì mua vòng vàng, không thì mua vòng bạc. Chứ mấy cái kia nó chỉ tăng cho anh em máu rồi cân nặng rồi các kiểu thôi. Vòng bạc thì nó sẽ cho anh em 50 giáp và 50% tăng kinh nghiệm. Tức là anh em sẽ từ nhân 6 anh em mặc cái vòng bạc này vào sẽ trở thành nhân 7 nha anh em. Và nó còn cho anh em 50 giáp nữa. Đỡ tốn máu khi phải đánh với mấy cái con nè, mấy cái level đầu thì anh em rất là yếu, dễ bị ăn hành sắp mặt lắm nè. Đó, cho nên là anh em cần phải mua cái vòng bạc. Ok, thì mua cái vòng bạc xong anh em đã có được cái nhân 7 chưa? Quá là phê đúng không nè. Và nhân 7 thôi thì vẫn chưa đủ đâu anh em. Anh em còn có thể nhân nhiều hơn nữa. Bằng cách đó là anh em tiếp tục cho mình là anh em tiếp tục đi tìm cho mình cái mấy cái rương, mà rương cổ anh em. Đó, mấy cái rương mà nó có sẵn trong map ấy. Đó, anh em tới cái rương là nó tự mở ra nha anh em. Rương nó chứa mấy cái tờ giấy chỉ cho anh em cách làm sao để bắt mấy con vật anh em. Đó, chắc anh em có biết. Nó kiểu như vậy này. Đó, anh em thấy chưa? Là anh em kiếm nó sẽ cho anh em nhân 2 nữa. 7 mà nhân 2 là anh em thấy sơ sơ là anh em có nhân 14 giờ. Quá là phê đúng không nào? Và nhân 14 thì chưa xi nhê đâu, anh em còn nhân lên tiếp nữa. Nhân 14 anh em lâu lâu á. Cái này là tính vào độ hên xui nha nè. Lâu lâu thì server, chẳng hạn như cách đây mấy hôm nè, là server nó tự động nó búp cho nên tất cả người chơi được một ngày nhân 2 luôn nha nè. Là nguyên cả một ngày nó ai cũng được nhân 2 hết. Mà anh em nhân 2 nữa thì 14 nhân 2 là 3, nhân tới 32 nè. Nhân 32 thì nó đồng nghĩa với việc là anh em đấm một cái cây tăng 1 F thì tăng tới 32 F. Anh em chế một cái đồ 50-100 F, anh em tính đi, 100 F nha. 100 mà nhân với 32 là anh em thấy 3200 giờ. Sơ sơ chế có cái đồ là đã có 3200 F rồi, anh em chế 10 cái 100 cái như thế. Tới 32.000 F, 32.000 F thì anh em bay từ cấp 1 lên cấp 40 dễ dàng rồi cái gì. Đúng không nào? Với lại một cái mẹo nhỏ cho tất cả các bạn là những cái bạn mà chơi PP ấy anh em, đó là hay gặp cái trường hợp là anh em cứ lo farm đồ rồi đem về nhà cắt, farm đồ đem về nhà cắt. Nhưng mà những cái level đầu á, thì anh em xây nhà bằng lá, anh em đem về làm mấy chị chơi cho nó uổng công vậy anh em. Mấy cái nhà bằng lá thực sự nó quá yếu, cho nên là dễ bị đi ganh lắm anh em.
bọn kia nó ganh cái là thôi nát nhà nát cửa không còn cái gì luôn, cho nên anh em cần gì phải đem đồ đem đạc về chỉ cho nó mày. Mấy cái level đầu anh em tập trung bay cấp thôi, anh em cứ farm rồi chế xong đồ chơi anh em vứt vứt dưới đất đi, đừng có tiếc chỉ ba cái đồ này là anh em sẽ lên được cấp cao, đỡ tốn thời gian phải mang đồ lên mang đồ về. Và khi anh em đã đạt được cấp độ cao, anh em xây nhà bằng đá bằng metal thì anh em mới chắc chắn anh em mới bỏ đồ trong nhà được. Còn ba level đầu anh em xây nhà bằng lá thì nó không có xi nhê vào đâu ấy á. Vậy nha. Và như vậy anh em nhân 32 cộng với lại anh em không có tốn thời gian mua ba cái việc đem đồ về để đem đồ lên, anh em tập trung farm nữa thì anh em sẽ lên level 40 gì trong vòng 30 phút là có thật nha anh em. Và mình đã lên được rồi, như này mình mới chỉ cho anh em nha. Cái hoàn toàn là có thật nha anh em. Cái thì mình bây giờ mình mà thực hiện á thì nói chung là nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian nha anh em, nhưng mà mình chỉ tóm gọn nha anh em những cái cách anh em nghe mình em hiểu anh em làm, chứ còn mà mình làm á thì sẽ rất là tốn thời gian cho anh em nha. Ok, thì đó là những cái cách giúp anh em bay lên nhân 32 nha anh em. Nhân 32 và farm chịu khó farm chế độ thì anh em sẽ lên cấp 40 rất là nhanh. Ok, và clip hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn như vậy thôi nha anh em. Còn từ level 40 trở đi là anh em phải đi hang để mà kiếm mấy cái bột kinh nghiệm anh em. Ăn mấy cái bột đó vô thì anh em mới lên cấp được, lên cấp nhanh được nha anh em. Vì mấy cái level sau nó cần rất là nhiều hết để lên kinh nghiệm nha. Ok, thì clip hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn anh em như vậy thôi. Mình chỉ nói cho anh em biết những cái tuyệt chiêu của mình nha anh em. Và bạn nào thấy hay thì bạn like cho mình một like, và mình xin các bạn một cái đăng ký nha. Để mình kiếm 1.000 đăng ký mình bật quảng cáo nha anh em. Còn bạn nào không thích thì các bạn có thể đi ra, chứ các bạn ném đá mình tậu mình. Mình là người mới nha. Ok, bye bye. Cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.